buổi sáng thứ hai. Bây giờ mấy giờ chị Phương? 5 giờ chưa chị Phương? Hơn 5 giờ. Hơn 5 giờ hả? Hôm qua mình đi sớm á, sáng á, tắt đèn không có đẹp bằng bây giờ đúng không chị? Chị vô vô em quay chị chút chị Phương. Đẹp quá. Còn mà buổi tối mình đi là đông người quá cũng không đẹp. Đẹp quá. Mình quay ngược camera cho dính mình vô một cái coi. Đó. Em muốn dính em cũng quay ngược camera này chị Phương nè. Đây nhà thờ lớn của Hà Nội. À chị Phương, hôm qua cái video mình có một người comment là ngày xưa ở đây là một cái chùa lớn lắm, cái chùa đó tên gì em quên mất tiêu rồi, mà thực dân Pháp hôm qua nó đập sập cái chùa đó để xây cái nhà thờ này vậy. Năm 1800 mấy á, lịch sử cái chùa này, để cái nhà thờ này để hồi về mình coi lại. Chị Phương vô đứng ngay chỗ đó, đứng lại cái chỗ hôm qua em chụp, tại hôm bữa trước nhiều người quá chụp không có đẹp. Không, xa một chút, xa cái chân ra một chút, ra đây một chút. Đó, đúng rồi. Em chụp hình cho chị. Đây nhà là nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ lớn Hà Nội nhân gần mùa Giáng sinh. Năm 2022. Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời, chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa, trong hang bê lem ánh sáng bó lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát tiếng thần vang lừng, đàn hát reo rắc tiếng hát sướng ca dư âm văn xa, ôi chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người ơi hãy kịp bước tới đến xem nơi hát. Giọng mai không lên nổi bài này rồi, sorry quý vị, tiếng mày bị hư rồi. Sáng sớm mới có 5 giờ mấy, hàng quán chưa mở vào ăn cháo gà. Trời ơi, gà hấp dẫn không? Sexy không? Em mở từ 4 giờ mà. Ồ, mở từ 4 giờ hả? Trời ơi, cháo gà hấp dẫn quá. Ta bỏ thịt gà lá tía tô ở dưới. Nhà thờ lớn Hà Nội. Ở đây là đền Lý Trị Quốc Sư nên thành người ta lấy cái khu này là Lý Quốc Sư luôn á chị. Cái đền này là đền Lý Trị Quốc Sư chị. Rồi cái người ta lấy cái khu này là khu Lý Quốc Sư luôn á. Để em vô em coi cái bảng người ta ghi bằng gì, tôi thui. Chị soi cái bảng thôi chị. À, mà chị không, chị thấy á, em kéo lại thấy á. Lý Triều Quốc Sư. Đúng rồi.
Lý Triều Quốc Sư. Thành ta lấy Lý Quốc Sư. Ta dậy sớm quá ha. Mày như trong ta tụng kinh như chùa ấy vậy ha. Đi về. À, Lý Triều Quốc Sư nè, đây nó có nè. Chùa chị, nó để chùa. Chùa Lý Triều Quốc Sư nè. Nè, chùa Lý Triều Quốc Sư, di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng hạng cấm vi phạm. Chùa chị ơi. Chùa. À, hay là nó nói cái chùa này. Chứ cái chùa này linh lắm á. Nếu mà chùa mình lên cầu nguyện chị. Được hả? Này nấu bún riêu ngon cực kỳ, 39 Lý Quốc Sư bún riêu nha. Bún riêu, bún ốc. Em quay giới thiệu cho chị đó, 39 Lý Quốc Sư ngon lắm. Mai ăn rồi, bây giờ trước khi tạm biệt ăn lại lần nữa. Để đi rồi tiếc. Ngon lắm. Bán đủ thứ, bún riêu, bún ốc, bún giò, bún đậu, miếng bánh đa. Nhưng mà Mai thích ăn bún riêu. Đó, vô cái hẻm này ngồi trong quán cóc ăn thôi. Ai có dịp đến Hà Nội ghé 39 Lý Quốc Sư ăn bún riêu, bún ốc nha. Ốc bò, giò đậu. Đơn giản, bún riêu đậu, ít thôi mà ngon lắm. Ngon lắm luôn á. Tại Mai ăn ít á. Cua đồng. Rồi mà sao nó có giống như thịt vậy ta? Họ đó. Dạ. Đủ hết mà. Có đủ hết. Có ốc nữa. Không phải ốc. Chả, ốc nữa, có ốc nữa kìa. À đó, có lý. Càng có lý. Lại có rau nữa nè. Em muốn ăn thử không? Dạ không. Rất là ngon, ăn hết luôn. Hai tô có 90 đồng thôi, 90 ngàn chứ, 90 ngàn là 3 đồng mấy à. Dạ, em cảm ơn chị. Cái đoàn bây giờ đã chuẩn bị rời bến Trả Nhà, đi Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long thẳng tiến. Vịnh Hạ Long thẳng tiến. Đây đoàn xe này chở gia đình Mai đi. Cảm ơn chị Moon nhiều nha. Em có quay lên để giới thiệu mọi người bốc homestay của chị. Cảm ơn chị ạ. Thank you. Dạ cảm ơn chị. Em chúc chị đi Hạ Long vui vẻ. Dạ cảm ơn nhiều lắm. Em đi cùng chị sang nhé. Tạm biệt Hà Nội. Tạm biệt Hà Nội thương yêu. Chúng em đi Vịnh Hạ Long đây. Trời, hồi tối nửa đêm mà đi nhậu mà không gọi Mai Ly đi. Trời ơi, vui quá chừng luôn. Không cho tôi đi, bởi vậy mấy người cũng uổng vậy. Có tôi cũng vui vậy. Mày chắc là đúng rồi, cho quân đi mà. Có một người cố tình không rủ đó. À, bún riêu, chơi xấu ăn mình bún riêu hèn chi. Tiếc mà. Cái ngon dễ sợ. Ngon khủng khiếp. Bây giờ anh không ăn này lấy tiền, đưa này lại. Lấy... Không gì mày ăn. Hả? 10 ngàn, nhiêu? 10 ngàn. Cưng lấy một ngồi thuốc đỡ đó, có tiền. Mới nói nè. Trả 20 luôn. Bánh mì. Bánh mì cá lụa.
nó vui đến nỗi mà nó đổ nó nóng nó vui đến nỗi mà tâm ngồi nửa tiếng đồng hồ mắt nhắm rồi vui mà không có mê ly. Nếu mà có mê ly là con tâm sẽ không bao giờ nhắm mắt, tại vì nhắm mắt là sợ vô YouTube đúng không? Hồi tối có mê ly quay đoàn đoàn ấy xin không, có coi chưa? Trời ơi, tôi bỏ lên YouTube rồi. Trời, coi vui muốn chết. Tôi quay nhiệt tình này, nhảy xuống đường quay luôn, từng từng em đi qua luôn. Nè, rồi đó giờ gặp các bạn gặp đi. Ừ. Cái này là phái đoàn chúng em lề mề quá nên thành bây giờ mới ra khỏi cửa nên phải ăn bánh mì thôi chứ không kịp ăn phở bánh gì hết trơn. Bánh mì ngon à? Hello, vút chưa? Đoàn này là đi Việt Miên gạt chắc. Hello. Bánh mì ngon chị Phương ha. Còn ông thủ bánh mì chỉ còn ông nha. Okay, biết con lề mề mà. Chị muốn bỏ giùm luôn nha. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt hàng mẹ. See you next time. À, năm nay mình vô Sài Gòn mình đi đi xóm đạo chơi không? Trời ơi, vô được đâu chị ơi. Vô không được hả? Mới vô rồi không được. Bữa nay mà đã vô không được hả? Nước nè, bắt nước. Chưa tới Giáng sinh mà vô không được hả? Vô không được. Trời ơi. Sáng mai ra đây là tối anh vợ à. Ai ăn rồi cho xin mình rác. Mình đi sớm một chút được không? Được, đi lót không vô được. Đi sớm giống như mình đi chưa. Đi sớm kiểm thấy đèn. À. Không, vô xóm đạo, trời xóm đạo đẹp lắm. Trời ơi, nghĩ sao vậy, sông nhỏ lớn mà. Mình đang đi qua con sông Hồng. Sông Hồng là sông lớn nhất của Hà miền Bắc á. Đang đi qua sông Hồng. Sông Hồng. Hà là sông. Hà là sông. Hồng Hà, Hồng Hà là sông Hồng. Trên bờ có Thủ Công, dưới sông có Hà Bá. Đi qua sông Hồng. Okay, bữa giờ là ăn ăn chè, ăn nhân mỡ mắt đá chưa? Mắt đá ở ở Vũng Tàu. Xuất sắc. Vương à. Ngon thiệt. Cái nước dùng dắt cắt dùng vỏ nhiều lắm rồi dùng dắt cắt mấy. Giữa giải thích vài cái. Không có, chỉ có một cách để hiểu thôi. Muốn biết tại sao mà người ta nghĩ là cách trên bò đó? Là câu đó đó. Mail người ta hỏi tại sao ông biết như vậy, ông giải thích cho tôi thời buổi này mà. Trời ơi, chị Mai, em chị Mai nghe cái câu chuyện hồi hôm mà sáng nay em mới trong giờ tắt cái cười cho con khùng. Hồi hôm này á, mấy ông này đi mua được cái gì ta, bò xào gì á. Tiêm xào hẹ. Tiêm xào hẹ nhưng mà không có tiêm. Rồi cái mới đổi thành nó món bò xào. Cái Toàn mới hỏi là vậy có mấy loại bò. Cái con bé này nó không có hiểu cái câu trả lời. 18 tuổi à. 18 tuổi rồi. Không hiểu. Cái hỏi loại bò nào và nào. Cái Toàn mới hỏi là vậy ở đây có loại bò trên người không? Con bé này nó không có hiểu bò trên mình. Cái con bé này nó không có hiểu là bò trên mình là gì. Nó chịu tin đâu, nó đi vô trong cái bé mà nó đứng ở ngoài này nó la lên có bò trên mình đâu. Rồi cười muốn bò luôn. Ai đó cười muốn sẵn không? Nhỏ vô tư, nhỏ vô nó chị tình bơ mà nhỏ mới 18 tuổi hay là biết đâu. Nó vô hỏi, ở đây có bò trên mình không? Bò đào đây. Trời ơi, tài. Mấy người đó phải tội lắm, mấy người mà rồi. Mà lặn mất luôn. Chế giữ người nhưng mà biết gì anh phải tội lắm. Ý là tội. Tội nặng lắm. Lại thông qua hả, nhỏ nó cúi cái mặt xuống rồi xong nó nhìn mất cái tiêu. Đi tới lúc mình đi gì cơ? Ô đẹp quá. Trời ơi, hoa kìa. Trời ơi, hoa đẹp với ta.
hoa thiệt, vườn hoa thiệt của anh ta mà. Trời, hoa đẹp ghê không? Vườn hoa thiên dương, vườn hoa linh hương. Trời ơi, vườn hoa đẹp quá. Trời coi à, đẹp không? Quá xá đẹp luôn. Cảm ơn Hải Âu chỉ chứ chị đâu có thấy đâu. Đó thấy không? Những người giống như Hải Âu là làm chị kiếm 1000 là so easy. Hải Âu đâu được kiếm, Hải Âu chỉ đặt tên lên là giữa đường ngừng lại. Cái chỗ này Hải Phòng mà, trạm dừng xe dịch vụ Hải Phòng, Hải Dương. Đây chị Phương, đây em với chị vô đây chị Phương. Khỏi lo, tụi nó cũng đã xếp hàng ở đây rồi nè. Cái gì con? I give somebody. Đưa đưa cho bác Hương cái này. Cà phê 30.000 một cốc. Em với anh uống một ly thôi. Em uống. Gì à? Kem. Cà phê. Đây. Anh mua cho em ly cà phê nha. Nè nè nè, em chưa uống nè này. Tại vì toàn không biết toàn mua rồi, tâm mua cái bài. À. Coffee. Uống cà phê em chưa uống. Mới uống, uống rồi mà em chưa uống, uống đi. Anh uống sáng với toàn đó. Đây kiếm kem à, đây kem có kem bắp ba nóng à chị, bao nhiêu trái lấy hai trái, lấy hai trái, lấy mấy cây kem nữa em, mấy trái ngô à chị, mấy trái ngô hai trái. Lấy đại đi, cái này hai cái này à. Bỏ lên cho mấy đứa ăn à. Lấy 6 cái đi. 6 cái đi. 6 cái kem này. 6 kem này, 6 kem này. Rồi 12 cái là được rồi. Kem. Lấy kem. 3 kem này, 3 kem này, 3 kem này, 3 kem này, mỗi thứ 3 cái vậy em. Cái này 66 đi. 66. 66 đi. Em cái bắp á, cái ngô á, bỏ một cái một bịch nha. Cho cái bịch nó đi. Chị trả tiền luôn cho em ha. Cà phê ở đây ngon nha chị. Em đi luôn với anh. Do something cho đủ 1000. Cưng cưng, do something. Đây chị. Đây chị. 10 phút đã trôi qua rồi. Lên xe. Cần đâu xanh mình để celebrate 1000. Đưa lát qua bên kia. Ồ qua bên kia hả? Ok. Ôi trời, đây cảnh cũ. Xoài Việt Nam chỉ có 25.000 đồng một đồng. Đô la Mỹ đúng không? Chỉ có ở Việt Nam mới có một đồng mà. Ngon không? Có gì đó rồi. Có gì thôi. Cái này thôi. Đó, cho anh nè. Anh cầm giùm em đi. Rồi, sắp tới rồi. 5 more minutes.
tiếng rưỡi chúng em đã đến được Vịnh Hạ Long. Mấy năm trước á, Mai đi á là 4 tiếng rưỡi mà đường ổ gà không à. Năm nay á là đi có 2 tiếng rưỡi thôi, được gần nửa, tiết kiệm được gần nửa đường và đường cao tốc chạy rất là ngon, ngủ một giấc là tới. Bây giờ tụi Mai vô đây mua rượu, tại vì rượu trên tàu bán mắc lắm, rượu trên tàu bán gấp đôi, nên thành mấy người này uống rượu nhiều lắm, nên thành vào mua rượu kinh nghiệm để cho đem rượu lên tàu. Có 1738 không? Nó không có bà lô anh Quân à. Cái này cũng được ta. Rồi xem coi. Cái này chi lên. Cà phê thì được. Bà lô lúc không biết. Bà lô uống vô xong chở ta. Còn lại nào nữa không? Có gì đó hả? Tất cả trong tủ đấy ạ. Tất cả là rất là. Có van Đà Lạt thôi. Bên quay không được luôn. Cái đeo đâu? Không cho em memory là cái hoa này, đây là con trắng đấy. Mà bà cháu uống Đà Lạt không chơi. Lấy cái nào, có cho nào lấy cái đó đi. Rồi lấy cái này nha. Được không? Ở đây bao ly nhiêu chai hả? Bao ly à, bà đây, rửa sữa ạ. Nhiêu? Cái này là Calo. Lên pha bi phiếu chi chu á hả? Hả? 408 này 520 hả? À, là 1 triệu. Cảm ơn mấy đứa chờ mấy phụ nữ uống được á. Đúng rồi, cái này cũng sữa mà. Ừ, sữa. Đồ có, đồ uống ngon quá. Hai chai cho đủ. Hồi đó mua gì mua loại thôi. Hả? Mua loại thôi. Nó chỉ có hai chai. Lấy cái này. Hai chai Pale. Đó. Không, một chai Pale Pale số 1 cái Kalua. À, một chai Pale, một chai Kalua. Hai cái pha chung với nhau uống ngon. Anh chị có lấy soda hay tonic gì không? Để pha với rượu. Không có Hennessy đúng không? À, nếu mà pha beef jitsu thì phải cần có có một chai rượu. Muốn lấy chai kia không? Alo. Chai này với hai chai quả anh luôn. Lấy luôn. Uống đôi chai này. Hai chai này. Hải Âu. Con của thằng tên gì? Alex. Alex hả? And Melvin Anh. Bali đâu? Cái nào Bali đem tàu á? Bali đem tàu. Cầm bớt cho. Thì bao nhiêu? Cái này giống như tụi em. Con này cà.
Đây mình lên kia là xong rồi. Bắt cái giờ lỡ này. Gia đình mình hơi bị đông á nha. Mấy 17 người luôn mà. 17 à? 17 người tổng cộng. Là có rồi không cần. Đây là bên cảng của tàu chuẩn bị khởi hành. Để mày kiếm cái tàu của mày ha. Tàu mai là August Cruise. Có một cái mà Mai chia sẻ với các bạn về khi mà mình đi tàu qua Vịnh Hạ Long á. Cách đây 7-8 năm á, là Mai cũng đi Vịnh Hạ Long thì ở có một đêm thôi. Thì có một cái tàu là 100 đô, 200 đô, 300 đô, có tàu 50 đồng. Thì á, Mai nghĩ, ủa mình ra, mình chơi có chút xíu mình vô mà tại sao mình đi 300-400 đồng. Mình đi 50 đồng thôi, ông xã Mai nói, không, đi tàu mấy trăm đồng đi. Nhưng mà cái Mai không có cãi, nhưng mà Mai đi thôi. Mai đi thì, để Mai quay cái camera lại, Mai nói chuyện với các bạn. Cái Mai không có cãi ông xã, cái ra ngoài tàu á thì Mai mới phát hiện ra một điều là tiền nào của đó. Ví dụ mình đi một chiếc tàu mà nó mất tiền á thì service good, khách ở trên tàu cũng good nữa, tại vì cái level cao thì cuộc sống cao, rồi những người khách trên tàu là những người khách level cũng khác nhau. Cái một chiếc tàu đi ngược lại á mà ồn ào náo nhiệt, giống như là gọi là nói những từ thô tục đó, thì tiền nào của đó nghe quý vị. Khi quý vị có trả tiền nhiều á thì mình sẽ được nhiều, chứ đừng có suy nghĩ là ồ, giống như suy nghĩ của 7-8 năm về trước của ai là mình đi ra một đêm thôi tại sao mình phải trả nhiều tiền như vậy đó. Chiếc tàu của Mai là toàn phải, chiếc tàu của mình là bao nhiêu đồng một người? 330 đô một người. 330 đồng một người. Dạ, mình có một cái phòng pension 500 đô. À, phòng đó 500 đồng nữa hả, cho gia đình mình luôn. Đó, nhà mình là 17 người. Đó là của 330 đồng một người. Thì tiền nào của đó. Để Mai Ly bữa nay chia sẻ về kinh nghiệm của chuyến đi lần này ha. Thường á Mai đi kỳ trước 250 một người thôi. 250. Kỳ này 330 là 100 là 2.4 triệu. 2.3 mấy chục cho 2.4 triệu đi. 2.4 triệu là 7.2 triệu. 7.2 triệu với 30 đồng nữa. 30 đồng nữa là 70 đồng, 700. 7.2 triệu, 7.9 triệu. Tính ra 7.9 triệu một người đúng không? 330 tính ra 330 cộng với 500 đô cho một cái phòng để chơi everything là 7.9 triệu một người. Các bạn 7.9 triệu để Mai sẽ chia sẻ niềm chơi cùng các bạn nha. Let's go. Bây giờ Mai cũng chưa tìm thấy cái tàu của Mai nữa, đang tìm tàu.
Bây giờ phái đoàn của Mai sẽ ra tàu nhỏ để chuyển ra tàu lớn. Hèn gì nãy giờ đi tìm cái tàu của mình hoài không ra. Nãy giờ em đi tìm cái tàu Orchid của mình hoài không ra. Nó không có vô chỗ nào nước nước cạn. Tàu lớn nó không có vô được nước cạn. Bình rượu thì cầm cho cân. Đi đi em. Từng cái lỗ này. Anh đi quay cho em vô phim. Qua tàu lớn, tàu nhỏ từ từ chuyển bánh. Nếu mà muốn lên đó mà muốn spa, enjoy spa, đá nóng. Rồi từ thuyền nhỏ ra thuyền lớn 20 phút, bây giờ tới rồi. Giờ lên tàu, lên thuyền lớn. Thuyền này có bao nhiêu phòng anh em? 20 phòng. Có 20 phòng. Mày phái đoàn của Mali hết 10 phòng rồi.